Xin chào các em, chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Vậy thì đến với tiết học hôm nay á, là cô sẽ giới thiệu cho các em về cái cách gõ hay là cái cách soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt trên máy tính. Vậy thì mình rõ ràng mình nhìn vào trên cái bàn phím của mình á, là mình không có thấy là cái phím nào là phím dấu sắc nè, phím dấu quyền, phím dấu nặng. Rồi chẳng hạn như là cái chữ cái như là chữ A thì chúng ta thấy là có đúng không? Nhưng mà chữ ớ thì không có nè, chữ á thì không có. Vậy thì làm sao mà để chúng ta gõ được những cái phím đó khi chúng ta soạn thảo văn bản, hoặc là những cái dấu đó chúng ta soạn thảo văn bản? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu, đó là chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề số 10, đó là soạn thảo văn bản tiếng Việt. Vậy thì trước tiên, để soạn thảo văn bản được tiếng Việt thì mấy em sẽ đi tìm hiểu về các thành phần của văn bản. Vậy thì chúng ta sẽ có tất cả là 5 thành phần của văn bản. Đó là gồm có ký tự, từ, dòng, đoạn và trang. Vậy thì ký tự là gì? Ký tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản. Ký tự có thể là con chữ nè, số, ký hiệu hoặc ký tự đặc biệt. Có lấy ví dụ như trên bàn phím của mình nè, ví dụ khi chúng ta gõ văn bản vào cái phím A, khi chúng ta nhấn vào phím A thì A được gọi là ký tự. Cái số 1 cũng được gọi là ký tự, dấu chấm cũng được gọi là ký tự, vân vân. Từ, dãy các từ liên tiếp. Các từ thường được cách nhau bởi dấu cách nè, dấu xuống dòng hoặc là một dấu tách câu. Ví dụ như là dấu phẩy, dấu chấm phẩy, rồi dấu dấu hai chấm, dấu chấm ha. Dòng, tập hợp các từ nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải của trang đó thì gọi là một dòng. Đoạn, một hoặc nhiều câu liên tiếp nhau ngăn cách nhau bởi dấu ngắt đoạn, hoặc là có thể tạo bằng cái cách là chúng ta sẽ nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn. Trang thì là phần văn bản cùng nằm trên một trang in thì cái đó gọi là trang. Thì đây chính là cái mô tả của 5 thành phần của trong văn bản. Thì để biết rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào cái phần cụ thể. Đó là cô có một cái phần văn bản là biển. Vậy thì chỗ cái phần nội dung cái bài văn bản là biển này người ta trích ra cho mình đó, và ở trong phần này là có chú thích rõ là cái gì, là từ, ký tự, đoạn, dòng và trang ha. Vậy thì này, đây đây chính là một một câu, cái phần này giới thiệu thêm thôi. Đây chính là một câu và đây là một đoạn nè, một dòng, một từ và một ký tự. Vậy thì nguyên cái phần này thì cái này gọi là một một trang ha. Vậy thì nhiệm vụ của mình quan sát và mình hãy cho biết á, là ở trong phần văn bản ở trên đó là có bao nhiêu dòng và bao nhiêu đoạn. Vậy thì mình nhìn vào đây thì mình biết rõ ràng đầu tiên đây là gồm có mấy đoạn, một đoạn đúng không, đây là một đoạn, và trong một đoạn này nó gồm có mấy dòng. Vậy thì giả sử như ở đây mình đếm được á, là nó có là 10 dòng thì mình điền ở đây là số 10. Ví dụ đây có hai đoạn thì mình điền đây là số 2 chẳng hạn, là như vậy ha. Vậy thì nhiệm vụ của mình là sẽ điền vào đây, là cái phần điền này ở trong sách giáo khoa có, thì mấy em điền rồi mấy em chụp hình lại cho cô ha, chụp hình gửi lên Zalo lại cho cô. Vậy thì như hồi nãy mình đã nói đó, để gõ được cái dấu sắc, dấu quyền, dấu hỏi gì đó, hoặc là chữ á, chữ ớ, chữ đờ, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần là gõ văn bản tiếng Việt. Vậy thì trước tiên để gõ văn bản tiếng Việt á, thì nhiệm vụ trước tiên của mình là mình sẽ đi thực hiện đúng ba yếu tố này, đó là bản mã, kiểu gõ và phông chữ. Vậy thì có một cái tình huống đưa ra, đó là An muốn gõ câu chuyện con cáo và chùm nho vào máy tính bằng cách sử dụng Word. Nhưng An không thể gõ được các ký tự tiếng Việt. Tức là bạn An không thể nào gõ ra cái được cái từ là cáo, rồi không thể nào gõ được từ và chẳng hạn. Vậy thì An nên làm thế nào? Thì mình sẽ đọc cái hướng dẫn phía bên dưới để mình có thể giúp được bạn An. Vậy thì để gõ được văn bản bằng tiếng Việt thì bạn An sẽ thực hiện. Đầu tiên là bạn An sẽ mở cái bảng điều khiển phần mềm Unikey lên. Đây là cái bảng điều khiển phần mềm Unikey. Vậy thì bạn An, nhiệm vụ của bạn An là đầu tiên là bạn An phải chọn cái bảng mã. Vậy thì bảng mã hiện giờ là bảng mã Unicode. Và mem lưu ý là cái bảng mã nó phải đi liền hay là gọi là tương đồng với cái phông chữ. Nếu như chúng ta chọn bảng mã là Unicode thì chúng ta phải chọn phông chữ là High New Roman.
ha. Vậy thì ngoài ngoài cái phông chữ tương đồng với cái bảng mã Unicode á, là Thai New Roman á, thì chúng ta còn có là cái phông là Arial hoặc là Tahoma cũng đi liền, cũng tương đồng với cái bảng mã Unicode. Thì cái phần này sách giáo khoa trang 13 có nói. Mấy em về mấy em xem chỗ cái phần sách giáo khoa đó cho cô. Và cái chỗ phần mà cái kiểu gõ thì ở đây chúng ta chỉ có hai kiểu gõ thôi, đó là kiểu gõ Talet và kiểu gõ Vini. Vậy thì hiện giờ ở đây đang chọn là kiểu gõ Talet. Vậy thì nhiệm vụ của mình đó, bước nhất là chúng ta phải chọn bảng mã nè, kiểu gõ và phông chữ. Lưu ý kiểu gõ phải đi liền, xin lỗi, phông chữ phải đi liền với bảng mã. Vậy thì khi chúng ta thực hiện được điều này thì chúng ta đã giúp bạn An gõ được cái kiểu gõ tiếng Việt ha. Và để được gõ được cái chữ là á, chữ ớ, chữ đờ, chữ ê, chữ ô, chữ ơ, chữ ư ở hai kiểu gõ Talet và Vini, thì chúng ta sẽ đi vào quan sát vào hai cái hình ảnh phía chúng ta sẽ đi quan sát vào hai hình ảnh này. Hình ảnh này nó cũng có thể hiện ở sách giáo khoa trang 13. Vậy thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ chép vào tập hai cái kiểu gõ này và chúng ta sẽ học thuộc ha. Lưu ý là phải học thuộc hết hai kiểu gõ luôn, chứ không phải là bây giờ mình chép một cái kiểu gõ toilet, mình học chỉ một kiểu gõ toilet thôi, rồi lỡ sau này rồi trong đề thi hoặc là đề kiểm tra đó rồi có cho cái kiểu gõ PD thì chúng ta không biết làm thì không được ha. Ở bên đây là hình ảnh minh họa cho cái phần kiểu gõ toilet và mini. Ví dụ như chúng ta muốn gõ từ con thì nó không có thanh thì dễ rồi, chúng ta gõ bình thường. Nhưng từ cáo là có thanh sắt. Vậy thì thanh sắt của kiểu gõ ta lét, vậy thì để có dấu sắt của kiểu gõ ta lét thì chúng ta sẽ gõ chữ S. Vậy thì chúng ta sẽ gõ chữ A, ha, cái từ A gõ xong rồi tới S, S tức là dấu sắt. Vậy thì ở phần kiểu gõ Vini á, là không dấu sắt không là S nữa mà dấu sắt là số 1. Để có dấu sắt ở kiểu gõ Vini thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải gõ phím số 1. Vậy thì chúng ta gõ từ con xong rồi gõ phím A, xin lỗi, gõ phím C, phím A rồi phím 1 và gõ chữ O. Vậy thì nếu như chỗ này mà gõ từ và thì chúng ta sẽ gõ là V, A và S ha. Còn ở dưới đây là V, A và số số 2. Vậy thì chúng ta sẽ gõ từ chùm và từ nho, tiếp tục điền vào đây cho cô. Và chụp hình lại cho cô nha, chụp hình gửi lên Zalo cho cô để cô kiểm tra. Cô sẽ chấm điểm, bạn nào có gửi bài thì cô sẽ chấm điểm, cô sẽ cho vào cái cột điểm miệng ha. Vậy thì bạn An vừa sử dụng được cái kiểu gõ ở phần bên trên là sử dụng bảng mã kiểu gõ cho phông chữ. Vậy thì bây giờ chúng ta là biết là bạn An hiện giờ bạn An đang chọn kiểu gõ nào, kiểu gõ Vini, phông chữ ha, Tahoma. Vậy thì á, hãy nêu các bước mà mình để giúp bạn An gõ được cái câu chuyện con cáo và chùm nho vào máy tính. Vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây, các em sẽ điền vào đây. Đầu tiên bước 1, khởi động Unicode, chọn bảng mã. Vậy thì bảng mã là bảng mã gì? Vậy thì muốn chọn được bảng mã thì chúng ta phải nhìn lên đây. Phông chữ của bạn An hiện giờ là phông chữ gì? Tahoma. Vậy thì Tahoma nó sẽ tương đồng với bảng mã là Unicode. Vậy chúng ta điền vào đây là chữ Unicode. Chọn kiểu gõ. Vậy thì chọn kiểu gõ An hiện giờ đang chọn kiểu gõ là Vini. Vậy thì chúng ta sẽ gõ vào đây là Vini. Điền vào đây là Vini. Bật chế độ tiếng Việt. Lưu ý là phải bật chế độ tiếng Việt mới gõ được tiếng Việt ha. Nếu như chúng ta chọn bảng mã kiểu gõ là đúng trơn luôn nhưng mà chúng ta quên không bật chế độ tiếng Việt thì chúng ta có gõ được không? À, không gõ được ha. Rồi, sau khi chúng ta làm ba bước này xong, ba cái phần là bảng mã kiểu gõ xong. Rồi chúng ta sang cái bước tiếp theo đó là khởi động Word. Vậy thì để khởi động Word thì chúng ta sẽ chọn phông chữ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn phông chữ theo yêu cầu của bạn An, đó là phông chữ Tahoma. Đây là phông chữ Tahoma. Rồi sau khi chọn xong, bắt đầu gõ dòng chữ con cá với chùm nho ha. Vậy thì trong cái phần mà chúng ta đi gõ văn bản ở trong Word đó mấy em, nó cũng có đưa ra cho chúng ta một cái quy tắc. Vậy thì quy tắc ở đây là dùng để giúp cho chúng ta nhìn cái văn bản nó dễ nhìn hơn. Lấy ví dụ như chúng ta muốn gõ sao gõ, dấu chấm muốn bỏ đầu bỏ, dấu phẩy muốn bỏ đầu bỏ thì không được ha.
thì nó sẽ có một cái quy tắc, và quy tắc này đã nêu cụ thể ở sách giáo khoa trang 14. Mấy em đọc cái quy tắc ở trong sách cho cô. Thì ở đây cô sẽ chỉ cái phần mà chúng ta thực hiện cái quy tắc đó như thế nào. Bây giờ ở đây có hai cái văn bản, cái văn bản 1 và văn bản 2. Vậy thì cái văn bản 1 và văn bản 2 này nội dung không có gì thay đổi hết, nhưng mà cái cách gõ thì mình thấy rõ ràng là nó có sự khác nhau. Vậy thì đâu mới là văn bản đã gõ đúng quy tắc và đâu là văn bản không gõ đúng quy tắc? Vậy thì cô sẽ chỉ các em. Bây giờ nếu như chúng ta sau khi chúng ta gõ chữ xong đến cuối cùng, giả sử nên đây kết thúc lại là dấu chấm ha. Vậy thì dấu chấm này nó sẽ được đặt như thế nào? Dấu chấm này nó sẽ được đặt vào ký tự nào? Vậy thì cái từ bé thì ký tự E, ở đây mình chỉ nói ký tự E không nói dấu ha. Vậy thì cái dấu chấm này nó sẽ được đặt sát vào từ. Đây, dấu chấm này sẽ được đặt sát vào từ đứng trước nó. Vậy thì có phải chữ bé, cái từ bé này đứng trước nó không? Dấu chấm này sẽ được đặt sát vào ký tự đứng trước nó, hoặc là từ cũng được, sẽ được đặt sát vào từ đứng trước nó. Và từ phía sau đó, ví dụ như chỗ này còn nội dung đúng không? Tức là chúng ta còn nội dung là ấy là tục lệ vậy đó. Vậy thì còn nội dung nữa thì chúng ta bắt buộc phải thực hiện, đó là chúng ta phải nhấn một phím cách rồi chúng ta mới gõ nội dung tiếp theo. Chứ nếu như chỗ này chúng ta dấu chấm là chúng ta đặt sát vào cái từ đứng trước nó là đúng rồi. Vậy thì gõ nội dung tiếp theo, chúng ta gõ tiếp theo thì cái chữ ấy nè, nó đặt sát vào dấu chấm là sai. Mà từ dấu chấm với nội dung tiếp theo chúng ta phải phân cách nhau bởi dấu cách ha. Rồi xuống đây, chỗ này chúng ta dấu chấm, ta là dấu chấm đúng chưa? Dấu chấm này thì không, ngoài đây còn nội dung tiếp theo nữa không? Không còn nội dung tiếp theo thì chúng ta không gõ tới đây thôi. Đó là kết thúc xong phần dấu chấm. Rồi phần dấu ngoặc, dấu ngoặc tròn. Vậy thì dấu ngoặc tròn này nó sẽ được đặt sát vào ký tự bên phải đứng trước nó. Đây, được đặt sát vào ký tự bên phải đứng trước nó. Và cái dấu đóng nè, dấu ngoặc tròn đóng này nó sẽ được đặt sát vào bên phải ký tự cuối cùng của từ đứng trước nó ha. Bây giờ cô nhắc lại, dấu mở ngoặc sẽ được đặt sát vào ký tự bên trái của từ đầu tiên, và dấu ngoặc đóng này sẽ được đặt sát vào ký tự bên phải cuối cùng của từ đứng ngay trước nó. Ví dụ chữ ký nè, mình đặt sát vào ký tự y ha. Vậy thì chỗ này là gõ đúng nè, nhìn qua đây. Vậy thì chỗ này sai là sai chỗ nào? Dấu chấm này không được đặt sát vào ký tự gì, ký tự e hay là từ bé. Rồi cái dấu mở ngoặc này không được đặt sát vào ký tự t là sai ha. Vì chỗ này sai chỗ hai phần, đây là đây, đó là quy tắc gõ. Rồi quan sát và nhận biết phần này cho cô. Vậy thì ở đây có một bài trích từ cái từ bài biển. Vậy thì mình nhìn vào đây thì mình sẽ trước tiên mình sẽ đọc và mình sẽ trả lời những câu hỏi bên dưới là văn bản trên là bao gồm bao nhiêu đoạn. Thì mình nhìn vào cái phần văn bản thì mình sẽ xác định được có bao nhiêu đoạn. Rồi văn bản trên có được soạn thảo đúng theo quy tắc không? Vậy thì nếu như đúng theo quy tắc thì mình trả lời là đúng, còn nếu như không thì sẽ sai ở chỗ phần nào mình sẽ chỉ ra. Rồi hãy viết lại đoạn 2 của văn bản trên theo kiểu gõ toilet. Vậy thì chúng ta nhiệm vụ chúng ta là sẽ viết lại cái phần văn bản 2 đoạn 2 xuống đây theo kiểu toilet. Là ví dụ như buổi, buổi thì mình ghi là sao? B U. Rồi để có chữ O thì chúng ta sẽ gõ hai chữ O liên tiếp. Rồi dấu hỏi là chúng ta sẽ gõ phím phím gì? R và chữ Y ha, và tương tự như những từ còn lại. Thì nhiệm vụ của mình là mấy em sẽ gõ, mấy em sẽ viết cái giấy ha, nguyên cái đoạn số 2 cho cô bằng kiểu gõ toilet và chụp hình lại gửi cho cô trên phần Zalo của những khối đó, của khối 6 đó. Cô sẽ coi và chấm điểm. Làm quen với phần mềm hỗ trợ Unikey. Thì trong phần quần em và làm quen với cái phần này thì cái bạn An này là muốn gõ tiếng Việt theo kiểu gõ toilet và sử dụng bản mã Unicode, thì em hãy khởi động Unikey để điều chỉnh theo cầu của An. Giả sử như khi chúng ta khởi động Unikey lên mà cái bản Unikey của mấy em nó giống hệt như vậy thì thôi. Còn nếu như khi chúng ta khởi động lên mà ở chỗ này nè, cái bản mã là Vini Window thì mấy em chọn lại Unicode. Còn nếu như chỗ này kiểu toilet á thì mấy em chọn lại là gì? Vini.
ha, và đóng. Và lưu ý chỗ cái phần này số 4 nè, chỗ chữ V đó, chế độ tiếng Việt. Nếu như chưa bật chế độ tiếng Việt thì mình phải chọn là chế độ tiếng Việt thì mới gõ được nha. Rồi. Vậy thì trong cái phần mà thành phần nhỏ nhất trong một văn bản là gì? Thành phần nhỏ nhất của nó là gì? Đó là theo mình là gì? Là câu hay là từ hay là ký tự thì mình điền vô ha. Rồi, phím được dùng để kết thúc một đoạn văn là phím nào thì mình cũng điền vô đây. Rồi chế độ nào của Unicode dùng để gõ tiếng Việt thì mình sẽ chọn khoanh tròn như đáp án. Rồi làm thế nào để gõ được chữ in hoa thì chúng ta sẽ đánh dấu check vào những đáp án mà chúng ta cho là đúng. Ví dụ chúng ta cũng có thể đánh hết 4 luôn, hoặc là đánh 1, hoặc là đánh 2, tùy mình. Thì mình theo mình thấy ví dụ như nhấn giữ phím shift này cũng đúng nè thì mình chọn nè. Rồi cái trên đây cũng đúng thì mình chọn đánh dấu check rồi. Rồi giả sử như cái này cũng đúng thì mình đánh dấu check chưa, chứ không phải là chọn đáp án đúng nhất, được chưa? Ở cái phần này làm cũng chụp lại cho cô luôn nha. Cái phần này nãy giờ cô yêu cầu làm, chụp lại thì chụp lại. Ở đây là nội dung của cái bài học hôm nay. Đó là chúng ta sẽ nắm các thành phần của văn bản, và chỉ nắm những cái phần thành phần chính thôi. Thành phần chính là ký tự, đoạn, trang văn bản. Rồi gõ chữ tiếng Việt thì chúng ta sẽ nắm ba phần này. Thứ nhất là chọn bảng mã, kiểu gõ và cái phông chữ nó phải đi liền với nhau. À, thì đó là nội dung của cái bài học hôm nay. Vậy thì nhiệm vụ của mình là mình ở nhà. Thứ nhất là làm những phần cô yêu cầu nãy giờ làm nãy giờ. Thứ hai là học bài. Học bài là học gì? Học các thành phần của văn bản, rồi học cái quy tắc gõ, rồi học gõ tiếng Việt là kiểu Tagalog và kiểu Vini. Rồi tập lấy một cái đoạn văn gõ lại, chẳng hạn như cái đoạn thứ hai đó, viết ra giấy gõ lại rồi chụp hình gửi cho cô. Rồi làm xong rồi á, đem tiếp cái chủ đề 11 để tuần sau mình học cho nó tốt hơn. Theo dõi khi chúng mình trong quá trình cô giảng thì chúng ta sẽ theo dõi tốt hơn ha. Rồi. Chúc các em có một buổi học thật tốt. Xin chào các em.